rồi cả nhà ơi, xong rồi, sáng sớm đi lại thấy mất tiêu cái lợp rồi. Rồi này chạy vô á khủng chà bá luôn nha ơi. Rồi chà ná luôn kìa. Wow, khủng. Dùng mấy thằng phá này mọi người, mấy thằng ăn xong rồi mà đợi người ta làm á lại phá, nó gặp ở đâu nó cũng phá đó mọi người. Ruộng trên ruộng đặt trong nhà nó cũng lấy, nhà cài cửa gã lấy nữa chứ đừng nói ở trong ruộng hay là ở trên bờ. Thì mình nhìn cái dấu là mình biết luôn cả nhà, chắc chắn luôn là hai cái ở ngoài đầu bờ này là buổi tối á, dưới bộ ruộng trên bờ vậy nó cũng gom láng hết. Nói chung là nó phá là nó gặp ở lấy à, đặt trên trời nó cũng lấy. Chào cả nhà nha. Tại trời sáng sớm trời mưa lất cất lâm râm cả nhà. Cái này bước vô tháng 12 Tây rồi. Gần tháng 12 Tây rồi, cuối tháng 11 rồi. Mà trời còn mưa nữa nè. Đang mưa hiện tại, sáng sớm mưa lạnh cả nhà ơi. Mưa sáng lạnh lắm. Thì hôm nay Hiệp đặt lợp ếch cả nhà. Hôm qua đặt vô tận địa bàn mà mình bị bẫy tặc lấy ếch với lấy lợp đó nha. Chỗ này lúc trước mình bị lấy tơi tả luôn nè. Hôm nay mình vô đây mình đọc phát nữa coi có bị lấy nữa không. Cỡ này như là mình thấy cái lợp nó chưa có bị lấy nha, cũng đỡ. Trời hôm qua mình chạy vô á là nó không có mưa nên mình chạy vô tới đây được. Bữa nay sáng sớm mưa ướt đường rồi nha, mình bỏ xe ngoài đó đó. Bỏ xe ngoài kia. Mình chạy vô đây. Nhà thấy mưa lầm gầm không? Lắc gắt không? Sớm mưa hơi lớn tí, có hồi tối mưa ướt áo. Sáng sớm mà mưa gió phơ là nhớ Tết đó nha, nhớ Tết ghê hồn lắm. Đó, cái đường mình đặt cái ô này là ô lúa người ta chưa cắt, xung quanh là cắt rồi trơn xới luôn nè. Chỗ này có người đặt rồi nha, đặt lúc mà chưa xới đất. Bây giờ mình xới gò mình quay lại mình đặt thêm phát nữa coi có chạy không nha nha, mong là nó có chạy nha. Rồi để cả nhà cùng theo chân Hiệp đi thăm lợp ếch sáng hôm nay nha. Rồi xuống thăm luôn nha. Cái đầu tiên luôn rồi. Nó mà không chạy coi như là nguyên đường này tèo luôn. Ui hè. Chạy không? Bò chạy nha ơi. Ba con nè, được con ếch bự. Ba con được con ếch bự với con cua. Cũng đỡ. Nha. Ba con nha. Với con cua nè. Giờ kiếm cái gì? Nhắc lại mới lại vấn đề nữa nè. Cũng được, có con ếch này trọng nha, còn mấy hai ếch kia hơi nhỏ. Rồi, mình tiếp luôn nha. Cái thứ hai, hôm qua đặt gần gần nế không à. Tại không có chỗ đặt á. Ráng đặt cho song song vòng vòng cái ô này hết lợp. Nên đặt cái kế nha không. Đây là ruộng chưa cắt nè, ruộng cắt rồi nè. Mong ếch tối nó ra nha. Cửa hàng nha. Nặng không? Thấy vậy ta. Ô chạy nào ơi. Nè. Hai con. Con ếch hai con trọng trọng không à. Còn nha, không có cái gì mình đẩy lại hết trơn à. Đó cũng được, không có gì nhét đặt à. Bữa nay mình có đặt ở cái chỗ nghĩa địa đó nha, xung quanh mấy cái nữa, bốn cái nữa, đặt lại không phát nữa coi con nghĩa địa đó ngon lành không. Bữa đó mình đặt chạy có bự không. Giờ đặt lại phát coi có chạy nữa không nghe nha. Tiếp cái này. Ui,
chạy không? Chạy đừng con cả nhà, ra ngoài này chạy hơi yếu rồi. Kệ, con sợ lon gạo. Chung là lật lại mà chạy cũng được cái nhà. Một con ló đầu ra. Tiếp cái nhà. Này mình đặt nó cái sát sát nhau không à. Lúa này người ta cắt trơn rồi, còn ô này bỏ biết bao lâu chưa cắt. Mà hên mưa mấy đá mà còn đứng sững là hên lắm. Khui cái này à. Khui hèn. Ồ. Trời tụi nào vô ít khủng quá. Một con nữa nha. Ồ chạy con ta. Chiều sâu chạy con một nha. Chiều sâu. Chạy con một. Con một không đã. Mà nó chạy đều, cái nào cũng chạy hết trơn cả nhà. Tiếp cái này. Ủa hàng này. Ui. Ờ hai con, tưởng đâu còn nữa chứ. Hai con nha. Đó. Rửa. Còn hả nha. Còn dành đây nấp dưới còn nữa kìa. Đây. Rồi, cái dưới đây có rồi nha ơi. Vô rồi. Mình thấy đứng đây mà mình thấy hơn kìa. Hết nó ngồi trong cái hôm kìa. Hết bự hết vậy. Vô rồi. Cái này có nha. Đi ra. Đó, ok. Hai con luôn nhà. Bự trọng trọng không nè. Đó. Hai em. Rửa cái. Này nó trọng trọng không nghe nha. Rửa bên đây nè. Hai con. Tiếp nhảy bỏ hồi vô đi không còn con nữa. Cái này cái cuối cùng nghe nha, cuối cùng mấy anh đây hồi mình chạy vô trong bờ kinh đó, cặp bờ kinh có nữa 4 cái rồi qua mình nghĩa địa này 4 cái nè, cuối cùng phải không. Ok cuối cùng vô được con còn nữa nhảy, cuối cùng vô đựng con nha. Đấy. Được. Có đây một con. Một con nữa nha. Rồi mình sẽ chạy vô. Mình đi trong đó mình thăm dài trong đó ở nhà 4 cái nữa. Giờ mình gom lợp này vô. Rồi mình đặt 4 cái cặp bờ này nữa nha. Cái ngay chân đường nước ngay chỗ dịch ăn quá trời luôn nè. Hôm qua tính đặt đây một cái à, mà hôm qua thấy đường cùi cùi không đặt. Nè nè. Có không dịch luôn, không dịch luôn rồi. Không dịch nào. Có anh ha, không có không dịch rồi. Lợp mình đấy. Có không? Ồ chạy nhiều luôn nha ơi. Ok. Đó. Hai con, 4 con nghe nha. Vô. Khúc. À. Vô khúc luôn nhà 4 con. Hay là chạy mạnh luôn nè. Ngày mấy ô mới bơm nước vô hôm qua dịch nó chưa ăn á nha, mới bơm vô à. Mình đặt bơm vô ha, ta ngâm 2 ngày hay vậy. Mà ta chưa cho dịch ăn kịp á nha. Đạt chạy ghê không.
mới người ta mới thả vịt sáng nay luôn nè, 4 con nha, 4 con trọng trọng không nè. Rồi ở đây tiếp tục con vịt lùm vịt luôn. Cái đặt cái này luôn nè, này đặt ngoài ruộng sới rồi, sới rồi không biết sao đây. Tình hình sao đó này nha, con hàng này không thấy động gì chân, cui hàng cộ vô được con cua với con ếch nhỏ nè, vô được con cua với con ếch nhỏ, cái này cui à. Cho đựng cua với con ếch nhỏ ngay nha, ếch nè, cua nè. Rồi cái này cùi rồi, tiếp còn cái cuối cùng cũng cùi nghe nha. Cái chỗ này bữa trước mình bị mắc nhóc chân, mắc lợp với bị lấy ếch nè, hôm nay mình không có bị rồi, chung là nay hơn cuối này ai. Cái này địa hình thấy cũng im im nè, chạy trong đây. Ồ, chạy nghe nha, họ vô luôn 4 con luôn, 5 con luôn, vô một khúc này nghe nha. Ê. Vô nghe nha, cái này chạy thấy địa bàn im quá mà. Im quá. Này 4-5 con nghe nha. Nè. Khúc. Rồi cái này trúng cái này nghe nha. Trúng cái này cũng được. Rồi địa điểm quen thuộc cái nhà. Cũng cái này cũng đặt cũng gần cái chỗ cũ nữa nè. Mà nước bị khui ra cô gan ở nhà. Nè. Biết có con gì không đây? Dịch đi xuống bấy nhầy nhầy hết trơn mà còn bị nước khui ra khô nữa nha. Còn cái dũng này không à, này khô gan rồi nè. Rồi cả nhà ơi, ôi gì cũng chạy nữa, chạy được con ếch khủng luôn nè nha. Nè ôi cho ếch khủng nè nhà ơi, hò một cục thừa lựng đây nè. Ơi không có nước rửa luôn nè, con ếch chào ná mày nè. Vô camera nhìn nhỏ xíu nha nha. Ôi được không, nhỏ hồn chứ. Ồ, cái đầu tiên vô con ếch bự luôn, quay không rõ nha, không có nước rửa, bỏ nó đi, chút về mình rửa sao. Cái gì mình lấy lập hai đầu vô chỗ này đặt chỉ đắt kiếm ếch bự nha. Lập hai đầu đó nó nhẹ nhẹ ếch bự lắm. Cái tiếp theo rồi. Đặt lại vẫn dính luôn rồi nha. Rồi, cái này vô còn một nha, cũng ếch bự luôn nha. Nhảy kìa, ghê không, ếch bự luôn nha nha, nhảy mà cái tay mình chịu không nổi luôn. Một con ếch bự nữa nè, ở trong cái lạp trong camera quay nhỏ xíu anh, cho nhà ở ngoài bự lắm nè, gần cái 100g á, 100g. Rồi bỏ mày đó đi, một em này đi đi, thằng này mình 2 cái nữa, 2 cái đầu là cái con ếch bự rồi đó nha. Chỗ này ếch bự nhiều quá. Tiếp. Rất cái cạn nha. Rồi cái này không chạy nha. Ồ chạy có con một. Con này con gì dừa nè. Nè nha. Đó. Này chạy. Chạy yếu rồi, cái này chạy yếu ngay nè.
con một. Bữa đó mình đặt ngay chân đó đó, chạy mạnh. Đặt lại đây để yếu. Bữa đó thì ruộng này người ta còn là lúa chưa cắt nên nó chạy mạnh. Còn cái cuối cùng cả nhà, cái cuối cùng đây nè, bước xuống đây. Nhà thấy dấu chuột đây không? Ghê không? Cái này đặt hôm qua, đặt trong bụi này của bắp lắm, không biết tình hình sao. Hôm qua hết chỗ đặt rồi. Vô đây nó có chỗ đặt mà nó không có hay, không có bãi. À, mình thấy đất đã đại luôn. Còn vô đừng con mổ nha. À, con trọng trọng. Cái cuối luôn nha nha. Cuối vô đừng con. Nói chung là cái này không chạy chân cả nhà, có hai cái bên kia chạy ít bự không cũng đỡ. Rồi mình hết lợp với ngay nha, nay đặt có 15 cá. Ủa dạo dạo cái này 4 cái ở trong nghĩa địa không, đây chạy hết 4 cá luôn. Hai cái đầu chạy hai con ít bự, hai cái sau chạy hai con ít trọng không bự. Thôi thì ở đấy về nhà mình đổ cho nhà xem nha, gom lợp vô. Rồi sớm giờ mình đổ ra nha, đổ cái mấy lợp mình ra. Đó. Này nhiều nha. Ủa hàng cua trong đó lộn, này mồi. Cá hết nữa nha. Này được mấy con ếch bự, hai con ếch bự. Đó. Vô đây tầm mà ở 2 kg à. Vô đây có tầm 2 kg nha. Cũng được. Nếu cái này mình chịu bán là cũng lấy tiền mồi để được á. Này ký cái này ký chắc 40 ngàn, 2 ký 80 ngàn cũng được. Mồi hiện ký 10 ngàn, mình đặt ngày có 1 ký mấy 2 ký cũng lấy tiền mồi để được nha. Rồi vậy mình thả nha. Quá thế luôn, quá thế luôn. Giờ nó trà bá kìa, ngọn cục này cái nè. Đó, đó, thấy trọng rồi. Hai ếch này đúng hay vậy? Nó nhảy đây cu. Rồi nó ngồi đây nè, nó ăn no mồi nha, nó không chịu nhảy nè. Ếch trọng trọng không nhảy, bự bự không. Đây đó chút thì nó cũng nhảy ra được à. Nhảy con đây nữa nè. Nhảy đi, nhảy đi. No mồi quá nhảy không nổi. Rồi, mình thả vô trong vòng vòng đây xung quanh cái khu nhà mình cũng nhiều lắm á nha, đóng luôn á. Rồi. Này mình chế xuống cho cá ăn. Mình nuôi cá nè. Chế xuống cho cá nó ăn. Mấy cua mình để dồn dồn lên đặt tính lương. Rồi thì bây giờ mình Hiệp đến đây cũng kết thúc nha. Nếu nhà thấy hay hãy ủng hộ Hiệp bằng cách like và đăng ký kênh nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà.